Khi cơn mưa đánh dấu sự chuyển mùa khoảng tháng 6 đến là lúc hoa cẩm tú cầu lại bung nở khắp nơi ở Nhật Bản. Và đó cũng là lúc những xứ sở hoa lá thần tiên xuất hiện. Đặc biệt là ngôi đền Megachin, nổi tiếng là nơi thưởng hoa tuyệt vời nhất. Ngôi đền nằm ở phía đông nam nhà ga Kitakamakura. Đi bộ từ nhà ga chừng 1 km là tới. Là một nơi tham quan tuyệt vời khi vừa có núi vừa có biển. Tại đây, hoa cẩm tú cầu bắt đầu nở từ cuối tháng 5 và cao điểm nở rộ từ giữa cho đến cuối tháng 6. Với hàng ngàn bông hoa cẩm tú cầu tập trung vào giống hoa cổ của Nhật Bản, toàn khu đã được phủ kín trong vẻ đẹp huyền diệu và cổ tích. Bước chân vào khu vườn, chúng ta như lạc vào chốn bồng lai với những cung đường nhẹ nhàng uốn lượn. Những chùm hoa xanh tím là chủ đạo bạt ngàn hòa mình vào trong màu xanh biếc của lá, tạo lên gam màu mát lạnh, khiến tâm ta như mở ra rồi tĩnh lại trong màu sắc nhịp đập của thiên nhiên. Từ những con đường đá cho đến đồi núi xung quanh, tất cả đều phủ kín hoa và sắp xếp theo một cách cực kỳ tinh tế. Dừng chân, hít một hơi thật sâu, tất cả mọi phiền muộn sẽ bị bỏ qua bởi tiếng chim muông đua nhau hót cùng với không khí trong lành thanh tịnh của ngôi đền. Hầu hết, mọi du khách đến đây đều để lại những lời tấm tắc khen ngợi về vẻ đẹp mọi thời điểm tham quan. Tên Megachin có nghĩa là trăng tròn hoặc trăng mùa gặt. Do vậy, du khách sẽ bắt gặp khá nhiều đồ trang trí hình thỏ dễ thương xung quanh nơi đây. Bởi theo quan niệm của người Nhật xưa, thì trên cung trăng có thỏ. Đền Megachin theo trường phái Inzaizen được thành lập năm 1160. Trong sảnh chính của ngôi đền có một cửa sổ tròn hình tròng mắt rất đặc biệt, có thể nhìn ra khu vườn ở phía sau. Đây là một điều thu hút du khách. Khu vườn này chỉ mở cửa vài tuần trong một năm. Một là vào tháng 6, hai là vào cuối tháng 11 cho đến đầu tháng 12, khi khung cảnh màu sắc lá đỏ trở lên đẹp nhất trong một năm. Khung cảnh mùa thu của nó sẽ trông như thế này. Còn thời điểm hiện tại thì khung cảnh sẽ hầu hết là màu xanh biếc của lá. Giờ mở cửa của ngôi đền là từ 9 giờ cho đến 16 giờ. Vé vào cửa là 500 yên. Thank you.
Ngoài ngôi đền Megachin, Kamakura còn có khoảng 20 điểm tham quan khác. Bạn có thể ghé qua với rất là nhiều ngôi đền, chùa cổ mang các kiểu dáng kiến trúc và trong đó lại có những cái câu chuyện khác nhau. Khung cảnh ở Nhật Bản thì cứ gọi là siêu thanh tịnh, con người và thiên nhiên cân xứng, giao hòa. Hãy đến Nhật Bản và thưởng thức không khí ở đây các bạn nhé. Chúc các bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời.